Tiên tri tiết lộ, người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, đúng tháng 7 âm lịch, nghịch thiên đảo vận, bất ngờ được lộc bề trên, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, sự nghiệp lên hương, làm ăn trúng lớn, trúng số cực khủng, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, thong dong tận hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, vẫn có rất nhiều người đang phải sống cảnh khổ cực, nghèo đói, nếm đủ mọi khổ ải trần gian, họ làm việc quên ăn quên ngủ, chỉ mong sao sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho dù cuộc sống có vùi dập họ như thế nào, thì cũng không thể nào ngăn cản được ý chí và lòng quyết tâm của họ, đổi vận, đổi đời thành công. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng mang trên mình căn số phú quý, mang trên mình sự giàu có, vinh hoa. Mà để có được thành quả đó, họ đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả xương rơi máu đổ, để đổi lấy những tháng ngày hạnh phúc, bình yên. Và mới đây nhất, khi xem vận trình tử vi 12 con giáp đúng tháng 7 âm lịch, năm Quý Mão 2023, bất ngờ thấy rằng, những người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, là con giáp được nhắc đến duy nhất trong bảng vàng, nhận lộc trời ban. Đúng tháng 7 âm này, song lộc phúc tinh cao chiếu chói rực cho vận trình của bản mệnh, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, phất lên giàu có, sung sướng, ai ai cũng ngưỡng mộ nhìn theo. Vậy, vận trình trong tháng diễn ra như thế nào và phải làm sao để thay đen đổi đỏ, nắm bắt được những cơ may trời ban? Thì ngay sau đây, quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết nhé! Tổng quan tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Người tuổi Ất Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, biết nhìn xa trông rộng, người này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của cuộc sống, công việc. Rất nhiều người yêu quý tuổi Ất Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Ất Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn, dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Ất Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng, khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Những người tuổi Ất Mão thích hưởng thụ, không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm, họ luôn mong muốn mình và những người xung quanh được sống trong hòa bình, hạnh phúc, không chiến tranh, mâu thuẫn. Đôi lúc họ trở nên khá bảo thủ, không nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai, điều đó khiến những người này tụt hậu, trở nên tù túng và lười biếng. Những người này khá nhạy cảm, dễ xúc động và có đời sống nội tâm, phong phú. Bởi vậy, tuổi Ất Mão dễ tổn thương, cũng dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Trong một số trường hợp, họ có nhiều phán đoán nhanh chóng, chính xác như thể được giác quan thứ 6 mách bảo. Đối với họ không gì quan trọng bằng gia đình, vì vậy tuổi Ất Mão dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực, gia đình chính là nguồn động lực giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Tuổi Ất Mão sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho những người thân xung quanh mà không cần đắn đo suy nghĩ, đôi khi họ bị người khác lợi dụng mà không hay biết. Có lúc tuổi Ất Mão trở nên lười biếng và thích hưởng thụ, họ rất coi trọng hình thức bên ngoài của mình. Bởi vậy, bạn sẽ không bao giờ thấy tuổi Ất Mão ra khỏi nhà với trang phục luộm thuộm, mái tóc khô sơ. Cho dù không có điều kiện về kinh tế, nhưng tuổi Ất Mão sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc sắc đẹp cho bản thân. Họ thích trưng diện những bộ trang phục độc đáo, lạ mắt, không trùng lặp với bất kỳ ai. Những người tuổi Ất Mão nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát không ai bằng. Họ ít khi tập trung vào công việc, nhưng khi đã làm hết mình, tuổi Ất Mão thường đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Những người này không thích sự ồn ào của đám đông, thay vì tham gia các sự kiện lớn, họ lại chọn những nơi yên tĩnh, ít người để nghỉ ngơi, thư giãn. Bởi vậy, nhiều người cho rằng tuổi Ất Mão thật lười biếng, không có trách nhiệm. Có thể nói, tuổi Ất Mão là những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp, lẫn tình duyên. Trong cuộc đời mỗi khi khó khăn, tuổi Ất Mão lại được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Bởi sự nhạy cảm của mình mà tuổi Ất Mão rất dễ bị tổn thương vì những lời nói gay gắt, phê bình của người khác. Bình thường họ rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm, tuổi Ất Mão trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ. Đối với những người thân xung quanh, họ thể hiện sự ân cần dễ dàng của mình mọi lúc, mọi nơi.
Điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho tuổi Ất Mão. Trong cuộc sống với các mối quan hệ, họ tìm cách dĩ hòa vi quý, thêm một người bạn và bớt đi kẻ thù. Tuổi Ất Mão không thích chiến tranh, mâu thuẫn gây sự với bất kỳ ai, nhưng một khi có người xúc phạm, họ sẽ trở nên cộc cằn, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu, chí hướng, song không quyết tâm, kiên trì, thường nản chí trước khó khăn, thử thách. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Ất Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, tuổi Ất Mão nhanh chóng bỏ cuộc. Phụ nữ tuổi Ất Mão thường là những cô nàng có ngoại hình ưa nhìn, hành động, cư xử dịu dàng, ân cần, họ phóng thoáng, rộng lượng với bạn bè và những người thân xung quanh. Những người này sẵn sàng đầu tư một khoản lớn để chăm sóc hình thức bên ngoài của mình. Cô nàng tuổi Ất Mão có con mắt khá tinh tế và sắc sảo. Họ có thể hiểu thấu được những suy nghĩ thầm kín của người khác, bởi vậy họ luôn là người vợ đảm đang, là cánh tay phải đắc lực cho chồng của mình khi cần thiết. Đặc biệt, trong đời sống hôn nhân, phụ nữ tuổi Ất Mão biết nhường nhịn, bao dung và tha thứ, đây chính là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài. Phụ nữ tuổi Ất Mão khi lựa chọn người bạn đời thường có xu hướng tìm kiếm người có kinh tế mạnh, địa vị, quyền lực trong xã hội. Họ thích cuộc sống hưởng thụ mà không phải lao động vất vả, điều đó khiến cô nàng trở nên thực dụng trong mắt nhiều người. Đàn ông tuổi Ất Mão tuy bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng thực ra họ cũng yếu đuối và nhạy cảm. Họ thấu hiểu với cuộc sống của những con người nghèo khó, bất hạnh và luôn tìm cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Anh chàng này khá hiền lành, không thích đấu khẩu, không thích gây sự với bất kỳ ai trong giới hạn, có thể người này biết nhẫn nhịn khi cần thiết. Với sự ân cần dịu dàng của mình, anh chàng tuổi Ất Mão được nhiều cô nàng để ý. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ hướng về một người duy nhất trung thủy với mối tình của mình. Khi đã lập gia đình, tuổi Ất Mão sẽ vẫn giữ thái độ dịu dàng, ân cần với những người xung quanh. Họ sẽ không bao giờ để vợ con và những người thân trong gia đình phải chịu thiệt thòi, thiếu thốn. Trong số 12 con giáp, đàn ông tuổi Ất Mão là những người giàu lòng vị tha, bao dung nhất. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với người khác, thậm chí là hy sinh bản thân mình để giúp đỡ kẻ yếu đuối. Đàn ông tuổi Ất Mão thà bị cho là nhát gan, yếu đuối, chứ không bao giờ đẩy bản thân mình vào những nguy hiểm. Họ không có những tham vọng như người khác. Cuộc sống của tuổi Ất Mão đơn giản, chỉ cần tình yêu thương và sự bình yên. Những người này khác cẩn thận, kỹ càng. Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định, họ thường suy nghĩ rất lâu. Có đôi lúc đàn ông tuổi Ất Mão tỏ ra bảo thủ, gia trưởng, khiến người khác rất khó chịu, nhưng cũng có lúc họ hài hước, thân thiện, cởi mở, tạo bầu không khí vui vẻ cho mọi người. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2023 tuổi Ất Mão âm lịch, con giáp này bước vào tháng cô hồn với vận trình hung cát đan xen, làm gì cũng nên cẩn thận để tránh hậu họa về sau, cẩn tắc vô áy náy. Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh gặp không ít trắc trở khi vấp phải sự cạnh tranh khắc nghiệt chốn công sở. Một số khúc mắc có thể xảy ra giữa mệnh chủ và đồng nghiệp, thậm chí nghiêm trọng còn có thể khiến cấp trên không hài lòng với cách xử sự của bạn. May mắn là trong tháng có nguyệt lệnh lâm đế vượng, điều này có nghĩa là vạn sự khởi đầu nan, ban đầu có khó khăn nhưng về sau sẽ thuận lợi hơn. Con giáp này có thể sẽ được quý nhân yêu quý, bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí của tuổi Ất Mão sẽ tốt lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả, nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như tuổi Ất Mão mong muốn. Tuy nhiên, trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của những chú mèo không khả quan cho lắm. Điềm báo tử vi cho thấy có dấu hiệu phá tài do bị lừa gạt tiền của. Thêm nữa, việc kinh doanh, buôn bán của bạn chưa có dấu hiệu khởi sắc nên thay đổi phương thức làm việc để tạo hiệu quả cao hơn. Lúc này, tuổi Ất Mão cần cố gắng nhiều hơn nữa, đừng trông chờ vào những trò may rủi, nhất là trong tháng cô hồn này. Phương diện tình cảm của tuổi Ất Mão cũng gặp không ít trục trặc, vợ chồng xảy ra khắc khẩu, mâu thuẫn trong vấn đề nuôi dạy con cái. Tiền bạc, có lẽ vì hung tinh thiên hình, khiến tâm tính bản mệnh nóng nảy, không đặt mình vào vị trí của đối phương. Chi tiết cụ thể như sau.
về mặt sự nghiệp. Theo tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, vận trình sự nghiệp của tuổi Ất Mão gặp không ít khó khăn, trắc trở, nhưng không phải không có điểm sáng trong nghịch cảnh. Cạnh tranh trong tháng có dấu hiệu tăng lên, bản mệnh phải lao đao vất vả để đối phó với những chiêu trò cản trở của đối thủ. Một số khúc mắc có thể xảy ra giữa mệnh chủ và đồng nghiệp, thậm chí nghiêm trọng còn có thể khiến cấp trên không hài lòng với cách xử sự của bạn. Dù là một con giáp hiền lành, không thích tranh đấu, nhưng tuổi Ất Mão cũng khó mà đứng ngoài cuộc cạnh tranh này, nhất là khi nó có liên quan trực tiếp đến đường thăng tiến trong tương lai của bạn. Nếu cạnh tranh lành mạnh thì bạn cũng chẳng lo lắng, bạn hoàn toàn tự tin vào năng lực chuyên môn của mình, nhưng điều khiến tuổi Ất Mão lo lắng là những chiêu trò chơi xấu của tiểu nhân, tìm cách hãm hại, vì ghen ăn tức ở, địch trong tối, ta ngoài sáng, mệnh chủ chỉ sợ trong lúc mình đang cố gắng hết mình, lại bị đâm sau lưng lúc nào không hay. May mắn là trong tháng có nguyệt lệnh lâm đế vượng, điều này có nghĩa là vạn sự khởi đầu nan, ban đầu có khó khăn nhưng về sau sẽ thuận lợi hơn. Con giáp này có thể sẽ được quý nhân yêu quý, bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Chỉ cần bạn làm việc thận trọng, rà soát kỹ càng và đừng tỏ thái độ cao ngạo để tránh rước lấy những phiền phức không đáng. Tập trung làm việc cần làm, bỏ ngoài tai những thị phi, bạn vẫn có thể cho ra kết quả khả quan như bản thân mong muốn, trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Về phương diện tài lộc, bước sang tháng mới, đường tài lộc của người tuổi Ất Mão không được may mắn cho lắm. Thời điểm này, tài vận duy trì ở mức ổn định là tốt lắm rồi, chứ khó mong vượng phát. Tháng này, không có tài tinh chiếu mệnh, điềm báo tử vi cho thấy, nếu không cẩn thận, bạn còn có dấu hiệu phá tài do bị lừa gạt tiền của khi tiểu hao hung tinh xuất hiện. Thêm nữa, việc kinh doanh, buôn bán của bạn chưa có dấu hiệu khởi sắc nên thay đổi phương thức làm việc để tạo hiệu quả cao hơn. Lúc này, tuổi Ất Mão cần cố gắng nhiều hơn nữa, đừng trông chờ vào những trò may rủi, nhất là trong tháng cô hồn này. Đầu tư trong thời điểm này cũng không phải là quyết định khôn ngoan, dễ lãi ít, lỗ nhiều, bạn nên hạn chế tiến hành giao dịch tài chính ở quy mô lớn. Đặc biệt là cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền bạc. Đừng xem thường tháng 7 âm lịch, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, trong tháng bản mệnh cần chú ý những điều cấm kỵ trong tháng cô hồn, tránh hồn siêu phách lạc. Về phương diện tình cảm, có lẽ tháng 7 âm là một tháng nhiều thử thách với người tuổi Ất Mão, khi chẳng những công việc, tiền bạc gặp nhiều trục trặc mà vận xui còn đeo bám cả chuyện tình cảm của bản mệnh. Trong tháng gia đạo nhiều bất ổn, các cặp vợ chồng, thậm chí là các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, xung đột. Vợ chồng dễ xảy ra khắc khẩu trong vấn đề nuôi dạy con cái, tiền bạc, có lẽ do ảnh hưởng của thiên hình hung tinh. Tâm tính của bản mệnh nóng nảy ngày càng có xu hướng hà khắc, không đặt mình vào vị trí của đối phương, khiến gia đình luôn trong không khí bí bách. Cả hai đều cần dành thời gian để xem xét lại vấn đề này, tránh để mâu thuẫn gia đình ảnh hưởng tới con trẻ trong nhà. Xem phi tinh tháng 7 năm 2023 âm lịch, nhất bạch chủ đào hoa tinh, bay về hướng đông nam, bản mệnh có thể đặt một lọ hoa tươi hay đặt những món đồ đôi có màu hồng, màu đỏ, hình dáng tròn trịa tại đây để thu hút đào hoa, tình duyên không còn trắc trở nữa. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 7 âm nhận thấy sức khỏe của người tuổi Ất Mão không quá lý tưởng trong tháng này, bản mệnh chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, khiến thể lực có dấu hiệu suy nhược, bệnh vặt khó tránh nhất là những bệnh do thay đổi thời tiết như cảm, sốt, ho. Thiên hình hung tinh xuất hiện còn mang theo điềm báo về họa huyết quang, động chạm dao kéo, mổ xẻ, cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa. Nữ mệnh cần chú ý các bệnh phụ khoa. Tuổi Ất Mão cũng cần quan tâm tới sức khỏe của người thân, đặc biệt là người lớn tuổi. Nếu người lớn tuổi trong nhà có dấu hiệu khó chịu, bất thường, cần phải đưa đi khám sớm để kịp thời chữa trị, đề phòng bất trắc. Vấn đề về đường tiêu hóa, bản mệnh cũng không thể chủ quan nên hạn chế ăn hàng quán. Thay vào đó là xây dựng một thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học để giảm bớt áp lực cho dạ dày và hệ tiêu hóa. Về mặt phong thủy, phi tinh tháng có nhị hắc hung tinh bay vào trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà, mang theo trường khí hỗn loạn, gây hại cho sức khỏe. Khu vực này cần được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, thường xuyên. Nếu có thể, hãy đặt một chiếc hồ lô phong thủy ở đó để giải trừ nguồn năng lượng xấu, hóa giải tai ách gặp phải. Tiếp theo đây là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, đúng tháng 7 âm lịch.
Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần này, tuổi Ất Mão may mắn nhất là được sao tử vi chiếu mệnh, nên công việc bớt được phần nào khó khăn. Những rắc rối bạn gặp gần đây sẽ được giải quyết và biến mất khỏi cuộc sống. Hãy thở phào nhẹ nhõm vì bạn được phép làm điều đó. Công việc tốt đẹp, ký kết hợp đồng cũng suôn sẻ. Bạn nào có việc quan trọng muốn làm như xuất ngoại, khai trương, nhập hàng hay đi xa thì nên chọn ngày thứ hai hoặc thứ bảy. Cụ thể hơn nữa thì vào xem ngày tốt, ngày xấu. Tuy nhiên, tuổi Ất Mão sẽ phải hy sinh khá nhiều thời gian riêng tư cũng như sở thích cá nhân để đầu tư cho công việc, không được nhàn hạ như người khác. Đường tài lộc không dễ gì hao tổn khi được các tinh nâng đỡ. Con giáp này khá may mắn khi tuần mới không bị mất mát số tiền lớn hay bị hao tài bất ngờ. Song vận may thường đến ở thời điểm đầu tuần, nên hãy ưu tiên tiến hành việc quan trọng liên quan đến tiền bạc vào những ngày này. Đường tình cảm nên lưu ý vào khoảng thời gian đầu tuần hoặc gần cuối tuần, dễ xảy ra xô xát hoặc cãi vã to tiếng giữa vợ chồng với nhau hoặc người thân trong gia đình. Nhìn chung, con giáp này sẽ phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để bình lặng mọi chuyện, cũng may là người kia không quá khó tính nên mọi việc sẽ ổn thôi. Quý nhân: Thìn, Mão; tiểu nhân: Ngọ, Hợi. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Con số phát tài: 35, 71, 92. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tuần này có vẻ như tuổi Ất Mão sẽ mất tiền hoặc tiêu tiền khá nhiều cho những việc quan trọng sắp tới đây. Hung tinh đại hao chiếu mệnh mà không hao tài, tốn của thì do số bạn quá may mắn, chỉ có thời gian cuối tuần là đỡ hơn, nhờ có chính tài nâng đỡ, nhưng cũng không bớt được xui xẻo là mấy. Vận trình công danh, sự nghiệp không khả quan, khi mà con giáp này không được tập trung tinh thần cho công việc, nguyên nhân của việc này một phần là do chuyện tình cảm lấn át lý trí hoặc do chuyện cá nhân. Tuần này, năng suất làm việc không cao, khó đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra. Tài chính ảm đạm, dễ mất mát nhưng sẽ bật lên vào thứ 6 hoặc thứ 7 nhờ các tinh trợ giúp. Bản mệnh hãy cố gắng tận dụng lợi thế của mình, phát huy hết mức khả năng đang có để đảm bảo có nguồn thu nhập ổn định cùng với các khoản thu khác bên ngoài công việc chính. Tình cảm ở mức bình thường, không đến nỗi tệ, trong cái rủi cũng có cái may, dù tiền bạc xui xẻo nhưng tình cảm thì không. Bạn vẫn còn có bạn bè và người thân kề bên động viên lúc nản lòng, một số người đón thêm thành viên mới trong gia đình, đón người thân ở xa tới chơi. Quý nhân: Mùi, Hợi. Tiểu nhân: Ngọ, Mão. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Con số phát tài: 02, 10, 49. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Ất Mão không khả quan cho lắm khi va phải hung tinh tiểu hao đi kèm với thiên hình. Bản mệnh dễ mất tiền nhưng không nhiều, chỉ vì sự nóng giận nhất thời và chủ quan của mình, hãy cẩn thận. Trong công việc, ưu điểm lớn nhất của bạn đó là giỏi thao lược, chủ động, xông xáo nhưng có phần nóng tính, dễ nổi cáu khi công việc không theo ý mình. Công việc là chỗ dựa vững chắc nhất của con giáp này trong tuần, bản mệnh cần giữ sự cân bằng giữa lý trí và công việc để không phạm vào sai lầm đáng tiếc. Tài chính lao đao nhưng không đến mức tệ hại như bạn nghĩ, để hạn chế tối đa rủi ro, tuổi Ất Mão không qua lại những nơi có tình hình giao thông phức tạp, kẻo bị mất tiền phạt. Tiền bạc không ngừng ra đi, lại thêm sức khỏe có vấn đề nên có thể sẽ phải nhờ vả tới sự trợ giúp của người thân trong nhà. Tình cảm khởi sắc trong khoảng thời gian đầu tuần, tin tưởng và tôn trọng là những yếu tố quan trọng nhất để duy trì một mối quan hệ. Hãy dành nhiều thời gian hơn để ở bên một nửa yêu thương của bạn thay vì la cà nhậu nhẹt. Vợ chồng có khổ thì cùng chia sẻ với nhau, không ai phải chịu đựng một mình. Quý nhân: Tuất, Mùi. Tiểu nhân: Tỵ, Dậu. Màu sắc may mắn: đen, xám. Con số phát tài: 77, 52, 91. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Tuổi Ất Mão may mắn được Thái Âm nâng đỡ nên tuần mới này bớt khó khăn hơn hẳn. Đặc biệt là nữ mệnh, đừng ngủ quên trong bình yên bởi hung vận vẫn đang rình rập. Tuy nhiên, nếu bạn cứ sống bình ổn không sân si thì không ai có thể làm khó được bạn hết. Công việc thuận lợi, đời này không cần công việc quá vẻ vang, miễn bạn làm ăn lương thiện, không lừa dối ai là được phù hộ, cầu người không bằng cầu mình. Trông đợi người khác giúp đỡ thì khó lắm, miễn bạn cứ làm tốt việc của mình thì công việc sẽ đi lên, buôn bán đắt hàng, đừng nhờ vả ai hết. Tài chính tuần này, lộc dồn về những ngày cuối tuần, có thể sẽ được trả lương sớm hơn dự định, hoặc được thưởng nóng, tăng lương, hoặc khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế chi tiêu những món đồ đắt tiền,
lúc khỏe mạnh để dành tiền cho lúc ốm đau. Tình cảm thăng hoa, đặc biệt là nữ tuổi Ất Mão khéo cư xử nên hay được mọi người để ý. Các bạn độc thân dễ có mối quan hệ làm quen mới qua lời giới thiệu từ người quen nên cởi mở đón nhận. Người đã có đôi thì nhân duyên thắm nồng, vợ chồng hiểu ý nhau, không cần phải nói nhiều. Quý nhân, Hợi, Thìn, tiểu nhân, Mão, Thân, màu sắc may mắn, vàng, xanh, con số phát tài, 33, 67, 08. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 7 âm lịch, được thần tài để ý. Quý nhân chỉ điểm, vận thế lên cao, làm đâu thắng đó, tấn tài tấn lộc không ngừng, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé. Vận mệnh người tuổi Ất Mão sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi Ất Mão sinh tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập là lúc vạn vật sinh trưởng, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá tốt tươi, sinh vào thời điểm này trong năm. Tuy cũng phải gánh chịu không ít phong ba bão táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp, cơm ăn áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, có công danh sự nghiệp, tiền đồ sáng lạng, rạng rỡ. Nếu có thể kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, thì bản thân người tuổi Ất Mão sẽ càng ngày càng thêm mạnh mẽ hơn, có nhiều kinh nghiệm, có đủ năng lực để ứng phó với mọi sự trên đời, chẳng có gì là không thể vượt qua, con đường phía trước vô cùng tươi sáng, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh người tuổi Ất Mão sinh tháng 3 âm lịch. Xem vận mệnh của người tuổi Ất Mão theo tháng sinh âm lịch, tháng 3 âm lịch trong năm rơi vào tiết Thanh Minh, trời đất giao hòa, phúc lộc tràn trề, bất kể là nam hay nữ thì đây đều là người có phúc. Người tuổi Ất Mão sinh vào tháng 3 âm lịch thông minh, lanh lợi, tư duy phóng khoáng, nhạy bén, có tầm nhìn xa, có ý chí hơn người. Xem vận mệnh của người tuổi Ất Mão theo tháng sinh âm lịch, đây là người có tiền đồ rộng mở, công danh sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người. Dù là trên con đường sự nghiệp hay tài vận, họ đều gặp may mắn, mưu sự tất thành, cầu được ước thấy, chẳng cần phải bỏ ra quá nhiều công sức, không phải đi đường vòng mà vẫn có được những gì mình muốn. Họ dựa vào chính sức mình và năng lực của bản thân, cộng thêm vận may trời ban mà gây dựng nên sự nghiệp, phúc lộc từ cha mẹ anh em chẳng được là bao, phải tự thân vận động, không trông cậy được vào ai. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, người sinh tháng này tư chất thông minh, có ngộ tính cao, dù là nói hay làm cũng đều nhanh nhẹn, linh hoạt, tạo cảm giác đáng tin cậy. Họ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc, không phải trải qua đại nạn gì mà cơ bản con đường thăng tiến thuận lợi, mọi sự đều cát lành như ý. Tài trí hơn người, nhân cách cũng chính từ cao sang, người tuổi Ất Mão sinh tháng 7 âm lịch có tài lộc dồi dào, cơm no, áo ấm chẳng bao giờ lo túng thiếu. Nếu theo con đường văn thơ, nghệ thuật, họ có thể gây dựng sự nghiệp hiển hách, phát huy được tài năng của bản thân, thành danh nhờ tài văn thơ ấy. Có điều, dù làm gì thì cũng đều phải tự lực cánh sinh, tổ nghiệp phước mỏng chẳng được cha mẹ giúp đỡ gì nhiều. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão, sinh tháng 8 âm lịch. Sinh vào tiết Bạch Lộ trong năm, đây là người có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát, đại lợi. Sinh vào tháng này, người tuổi Ất Mão tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người, càng chẳng nghĩ đến việc chèn ép, ức hiếp bất cứ ai. Đường nhân duyên của người này vô cùng tốt, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, dù nguy nan tổn hại đến bản thân mình cũng chẳng từ, làm việc tốt không chờ ơn báo đáp. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão sinh tháng 8 âm khá tốt, nhiều người có thể làm quan chức, bổng lộc đầy tay, công danh hiển hách, phú quý cho đến hết đời. Khả năng ứng biến khá tốt, giỏi phân tích vấn đề nên con đường thăng tiến hanh thông rộng mở. Đường tài lộc của con giáp này cũng khá sáng, tiền bạc dồi dào, con cháu cũng có điềm báo phát đạt. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.